Hoàng Anh xin chào mừng quý khán giả đến với kênh Culture Channel kênh mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện Đây là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa chúng ta chuẩn bị đón giao thừa năm mới năm giáp thìn 2024 kết thúc một năm quý mão 2023 Rất mong quý vị có những ngày chuẩn bị đón Tết vui vẻ trong không khí náo đất của mùa xuân sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin Thế giới trong bản tin sáng thứ tư ngày 7 tháng 2. Thưa quý vị, ít nhất 8 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Trung Ấn Độ ngày 6 tháng 2. Các video trên truyền hình Ấn Độ cho thấy khói lửa bốc lên dữ dội trong vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở huyện Hada, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ vào sáng 6 tháng 2 giờ địa phương. Hàng chục xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường. Trực thăng của quân đội cũng được triển khai tới di tản những người bị thương. Cảnh sát cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương tại nhà máy pháo hoa, số người chết có thể sẽ tăng lên. Bác sĩ Manishama, bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện huyện Hada cho biết bệnh viện đang tràn ngập người thương vong. Trong những tin tức thế giới đáng chú ý khác, Israel nói 31 con tin ở giải Gaza đã chết. Người phát ngôn quân sự của Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cho biết 31 con tin đang bị bắt giữ ở giải Gaza được xác nhận đã chết. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6 tháng 2, người phát ngôn phía Israel nói, chúng tôi đã thông báo cho 31 gia đình rằng những người thân bị bắt của họ không còn trong số những người còn sống và chúng tôi tuyên bố họ đã chết. Theo hãng tin Reuters, Israel cũng ghi nhận 136 con tin vẫn đang bị phong trào Hồi giáo Hamas giam giữ ở giải Gaza. Hamas đưa ra phản hồi về thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 6 tháng 2, Hamas tuyên bố đã phản hồi với Ai Cập và Qaeda về khuôn khổ của thỏa thuận ngừng bắn mà họ đề xuất cho giải Gaza. Tuyên bố cho biết Hamas đã giải quyết đề xuất trên tinh thần tích cực, bảo đảm lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ. Phía Hamas cũng cho hay phản hồi của họ sẽ bảo đảm cứu trợ nơi trú ẩn và tái thiết, chấm dứt cuộc bao vây trên giải Gaza và đạt được trao đổi tù nhân. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cho biết các quan chức Israel đang nghiên cứu phản ứng của Hamas. Nga triệu đại sứ Israel vì chỉ trích ngoại trưởng Lavrov. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã thông báo cho đại sứ Israel Simona Halperin về phản ứng tiêu cực đối với những lời chỉ trích đại sứ dành cho ngoại trưởng Sergei Lavrov, cũng như chính sách của Nga ở Trung Đông. Ngày 6 tháng 2, đại sứ Israel đã được triệu tập tới Bộ ngoại giao Nga. Một ngày trước đó, đại sứ Heperin đã trả lời một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant của Nga xuất bản hôm 4 tháng 2. Phía Nga xem câu trả lời của đại sứ Israel trong cuộc phỏng vấn trên là những bình luận không thể chấp nhận được. Canada áp lệnh trừng phạt đối với Hamas và Jihad Ngày 6 tháng 2, Canada đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu của Hamas, bao gồm ông Yahya Sinwar và ông Mohammed Jeff về vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 2023. Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt của Canada nhắm vào 11 cá nhân, bao gồm cả các thủ lĩnh nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad Canada công bố lý do trừng phạt là vì vụ tấn công và mối đe dọa mà Hamas và các chi nhánh tổ chức này gây ra đối với an ninh khu vực. Israel tấn công các tiền đồn của quân đội Syria ở tỉnh Homs. Ngày 7 tháng 2, quân đội Syria cho biết tên lửa của Israel đã tấn công một số địa điểm ở tỉnh Homs nước này. Theo Reuters, các nguồn tin địa phương cho biết các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các tiền đồn của quân đội Syria và một căn cứ không quân trong khu vực. Truyền thông nhà nước Syria cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một số tên lửa, song không đưa ra thông tin chi tiết về các mục tiêu bị tấn công. Một nguồn tin quân sự sau đó cho hay có thương vong và thiệt hại về tài sản. Công ty drone của Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy ở Ukraine. Ông Haluk Veratta, giám đốc điều hành của nhà sản xuất máy bay không người lái Drone PK, nói với Reuters rằng họ đã bắt đầu xây dựng một nhà máy gần Kiev với khoảng 500 nhân công và sẽ sản xuất các mẫu máy bay không người lái mẫu TB2 hoặc là TB3. Theo PK, họ đã ký hợp đồng xuất khẩu máy bay không người lái TB2 với 30 quốc gia. Tổ chức tư vấn Cipri cho hay Bk đã ký hợp đồng như trên với Ukraine, Ethiopia, Libya và Azerbaijan kể từ năm 2018. Tổng thống Ukraine ra lệnh thành lập lực lượng drone quân sự ngày 6 tháng 2. Tổng thống Ukraine Zelensky ra lệnh thành lập nhánh máy bay không người lái drone trong lực lượng vũ trang Ukraine. Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky đã ký một nghị định kêu gọi chính phủ và tổng tham mưu các lực lượng vũ trang giải quyết các vấn đề về việc thành lập một lực lượng riêng cho các hệ thống máy bay không người lái trong lực lượng vũ trang Ukraine. Năm nay phải mang tính quyết định về nhiều mặt và rõ ràng là trên chiến trường. Ông Zelensky nói, các hệ thống máy bay không người lái đã thể hiện tính hiệu quả của chúng trên đất liền, trên bầu trời và trên biển. Trong khi đó, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine là Mykhailo Fodorov cho biết Việc thành lập nhánh riêng chuyên về máy bay không người lái sẽ cung cấp động lực mạnh mẽ cho sự phát triển công nghệ của quân đội. Bangladesh triệu tập đại sứ Myanmar về cuộc xung đột biên giới. Ngày 6 tháng 2, Bangladesh đã triệu tập đại sứ nước láng giềng Myanmar để phản đối bạo lực biên giới leo thang, khiến hai người phía Bangladesh thiệt mạng khi giao tranh giữa lực lượng nổi dậy Myanmar và chính quyền quân sự của nước này gia tăng. Ngoại trưởng Bangladesh Hassan muhammad nói, cơ quan của ông đã triệu tập đại sứ Ang Mo để nhận công hàm phản đối của Bangladesh về thương vong trên. Cựu Tổng thống Trump không được miễn truy tố vụ 6 tháng 1 Cựu Tổng thống Donald Trump không được hưởng quyền miễn truy tố trong vụ âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Tòa kháng án liên bang thống nhất phán quyết hôm thứ Ba ngày 6 tháng 2 theo CNBC. Ba chánh án tòa kháng án Hoa Kỳ ở District of Columbia thẳng thừng bác bỏ việc cựu tổng thống Trump tranh luận rằng ông được hưởng quyền miễn truy tố vì ông là tổng thống vào lúc xảy ra vụ đó. Phán quyết này là thất bại pháp lý lớn mới nhất cho cựu tổng thống Trump, ứng cử viên tổng thống năm 2024 hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Theo dự trù, ông sẽ nhanh chóng yêu cầu tối cao pháp viện hủy bỏ phán quyết này hoặc yêu cầu toàn bộ chánh án tòa kháng án Hoa Kỳ ở DC xét xử lại vụ này. Cuộc chiến pháp lý liên quan tới việc cựu tổng thống Trump được hưởng quyền miễn truy tố hay không, xuất phát từ vụ án hình sự can thiệp bầu cử do ông Jack Smith là công tố viên đặc biệt đưa ra tòa liên bang ở DC. Cựu tổng thống Trump bị truy tố 4 tội trong vụ âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 gồm đồng lõa lừa đảo Hoa Kỳ và đồng lõa cản trở công việc của chính phủ, ông không nhận tội. Ông Stephen Chang, phát ngôn viên ban tranh cử cựu Tổng thống Trump chỉ trích phán quyết vào hôm thứ Ba. Ông Chang ra tuyên bố cho hay, nếu không được hưởng quyền miễn truy tố hoàn toàn, bất cứ Tổng thống nào trong tương lai sau khi hết nhiệm kỳ cũng sẽ bị đảng đối lập truy tố ngay lập tức. Ba chánh án tòa kháng án Hoa Kỳ ở DC ra phán quyết hôm thứ Ba gồm hai người do Tổng thống Joe Biden đảng Dân Chủ đề cử và một người do cựu Tổng thống George H.W. Bush đảng Cộng Hòa đề cử. Ông Smith, công tố viên đặc biệt, cáo buộc cựu Tổng thống Trump hồ hoáng sai trái rằng cuộc bầu cử năm 2020 bị gian lận lan tràn để lấy cớ cố lật ngược chiến thắng của Tổng thống Biden bằng hàng loạt âm mưu hình sự. Những âm mưu đó gồm tung ra đại cử tri giả ủng hộ cho ông Trump ở các tiểu bang mà ông Biden thắng, cố dùng bộ tư pháp để thực hiện những cuộc điều tra bầu cử giả mạo và chống đối thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử hợp pháp hôm 6 tháng 1, 2021. Cựu Tổng thống Trump gọi vụ truy tố này là vụ săn phù thủy nhằm làm hại chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của ông. Đức giáo hoàng Francis lên án chủ nghĩa bài do Thái giữa làn sóng phản đối cuộc chiến Gaza Đức giáo hoàng Francis lên án tất cả các hình thức bài do thái giáo và bài người do thái, xem các hành động đó là tội lỗi chống lại Thiên Chúa. Sau khi nhận thấy sự gia tăng các cuộc tấn công chống lại người Do Thái trên khắp thế giới, theo Reuters. Đức giáo hoàng Francis viết trong một bức thư gửi người Do Thái ở Israel ngày 2 tháng 2, được công bố vào ngày thứ bảy, 3 tháng 2, nói rằng: Giáo hội Công giáo bác bỏ mọi hình thức chống Do Thái giáo và chủ nghĩa bài Do Thái. Đồng thời lên án một cách dứt khoát những biểu hiện thù hận đối với người Do Thái và Do Thái giáo là một tội chống lại Thiên Chúa. Trong bức thư, vị giáo hoàng cũng một lần nữa kêu gọi thả như con tin vẫn đang bị phiến quân giam giữ. Ngài chia sẻ tâm tư đau nhói khi chứng kiến cuộc xung đột ở vùng thánh địa cũng như sự chia rẽ và hận thù bất nguồn từ đó. Đồng thời nói thêm rằng, thế giới đang nhìn vào những sự kiện đang diễn ra trong khu vực với sự lo ngại và đau đớn vì giáo hoàng giáo hội Công giáo bảo đảm với cộng đồng do thái về sự gần gũi và tình cảm của mình, đặc biệt là những người đang phải chịu nỗi thống khổ, đau đớn, sợ hãi và thậm chí là tức giận và lặp lại lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Đức giáo hoàng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình. Trái tim tôi gần gũi với các bạn, với thánh địa, với tất cả các dân tộc sinh sống ở đó người Israel và người Palestine và tôi cầu nguyện để ước muốn hòa bình có thể chiếm ưu thế trong tất cả mọi người. Người lính cứu hỏa đứng cạnh Tổng thống Bush trong vụ khủng bố 911 đã qua đời. Ông Bob Beckwith, người lính cứu hỏa về hưu tại New York, được nhớ đến vì lòng dũng cảm trong vụ khủng bố tấn công tòa tháp World Trade Center, vừa qua đời, thọ 91 tuổi, theo CBS News khi bọn khủng bố lao máy bay vào tòa nhà ngày 11 tháng 9 2001. Ông Beckwith đã về hưu nhưng tức tốc chạy đến hiện trường để giúp tìm kiếm những người còn sống sót. Trong lúc đến thị sát thành phố New York sau vụ tấn công, ông George W. Bush là tổng thống Mỹ lúc đó đã đứng trên đống đổ nát, quàng vai ông Beckwith, tay cầm loa nói lời chia buồn và khích lệ tinh thần người dân Mỹ sau biến cố kinh hoàng. Hình ảnh tổng thống Bush quàng vai ông Beckwith đã trở thành biểu tượng của nước Mỹ vượt qua thảm họa để vươn lên từ đáy địa ngục. Cựu Tổng thống Bush đã viết trên nền tảng X rằng Laura và tôi rất đau buồn trước sự ra đi của ông Bob Beckwith. Vào ngày 11 tháng 9, 2001, ông Bob vui vẻ nghỉ hưu sau hơn 30 năm phục vụ tại Sở Cứu Hỏa thành phố New York. Khi bọn khủng bố tấn công, Bob đã quay trở lại và giống như rất nhiều người trong lực lượng cấp cứu khác đã dũng cảm lao vào nguy hiểm để cứu và tìm kiếm những người khác. Lòng dũng cảm của ông thể hiện tinh thần thách thức, kiên cường của người dân New York và người Mỹ sau ngày 11 tháng 9. Tôi tự hào khi có Bob ở bên cạnh tôi tại Ground Zero những ngày sau đó và thật vinh dự được giữ liên lạc với người yêu nước này trong nhiều năm qua. Laura và tôi gửi lời chia buồn tới bà Barbara và gia đình Beckwith. Chúng ta cùng tưởng nhớ người đàn ông khiêm tốn tử tế này. Hiệp hội lính cứu hỏa nhớ đến ông Beckwith là một trong những anh hùng trong vụ 9 911, người đã đứng lên vì nước Mỹ, vì thành phố New York và tất cả người dân New York. Trung Quốc kết tội tử hình một nhà đấu tranh dân chủ Úc gốc Hoa Hôm thứ Hai, năm tháng 2, một công dân Úc gốc Trung Quốc đã bị kết án tử hình theo quy chế án treo về tội viết blog đấu tranh cho dân chủ thông tấn xã AP e. loan tin. Chính phủ nước Úc từng liên tục nêu lên trường hợp công dân nói trên của họ bị Trung Quốc giam cầm bấy lâu nay, nói rằng vụ này thật kinh hoàng. Ông Yang Hengjun bị kết tội do thám và kết án tử hình với 2 năm trì hoãn thi hành bản án. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, thường thì một bản án như thế sau 2 năm sẽ được hoán đổi thành án tù chung thân. Chính phủ Úc lấy làm kinh hoàng. Ngoại trưởng Úc Penny Wong lên tiếng qua một bản tuyên bố. Đây là một tin đau lòng cho Tiến sĩ Giang, gia đình ông và tất cả những ai từng ủng hộ ông. Tiến sĩ Giang, một cựu giới chức ngoại giao Trung Quốc, rồi sau đó trở thành một nhà bình luận chính trị và nhà văn viết truyện trinh thám tại Úc, đã bị bắt giam hôm 19 tháng 1 năm 2019, khi ông từ New York đến thành phố Quảng Châu ở Trung Quốc cùng vợ và con gái nuôi. Tới tháng 5 2021, Ông Giang bị đem ra xét xử kín, các chi tiết về vụ án của ông không được tiết lộ. Ông Giang, người trở thành một công dân Úc hồi năm 2002, đã không nhận tội làm gián điệp cho Úc hoặc là Mỹ. Hồi tháng 8 năm ngoái, trong lá thư gửi cho các con trai của mình, Tiến sĩ Giang nói rằng ông đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong hơn 4 năm. Ông còn nói với gia đình rằng ông có thể sẽ chết trong tù sau khi được chẩn đoán mắc bệnh u nang thận, khiến cho những người ủng hộ ông phải lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền phải thả ông ra để trị bệnh. Hồi tháng 10 năm ngoái, ký giả Úc Trang Lê đã được trả tự do sau hơn 3 năm bị giam cầm tại Trung Quốc về tội vi phạm lệnh ngăn cấm lan truyền tin tức trên hệ thống truyền hình nhà nước. Trong mấy năm gần đây, trường hợp của hai ông Giang và Trang vẫn thường được đưa vào nghị trình của các hội đàm giữa các giới chức cao cấp Úc và Trung Quốc. Ngân hàng thuộc tốc đầu châu Âu đạt lãi ròng tăng hơn 50% so với năm trước. Vào ngày 5 tháng 2, UniCredit là ngân hàng lớn thứ hai tại Ý đã công bố lợi nhuận ròng kỷ lục là 8,6 tỷ euro, tương đương 9,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, tăng hơn 50% so với năm trước đó. UniCredit cũng cho biết trong một tuyên bố rằng lợi nhuận ròng của họ trong quý tư 2023 ở mức 1,9 tỷ euro, so với 1,4 tỷ euro của cùng kỳ năm 2022. Phát biểu với báo giới, Giám đốc điều hành Unicredit, ông Andrea Orsau cho biết, quý tư 2023 là quý thứ 12 liên tiếp mà họ có mức tăng trưởng lợi nhuận chất lượng, là bằng chứng không thể chối cãi về chiến lược độc đáo và thắng lợi của họ. Điều này minh họa những gì họ có thể đạt được khi đặt khách hàng làm trung tâm. Ông Orsau cũng cho biết Unicredit dự định phân phối 100% lợi nhuận sòng của năm 2023 cho các cổ đông, Giá cổ phiếu của Unicredit đã tăng hơn 10% trên sàn giao dịch chứng khoán Milan trong phiên giao dịch sáng ngày 5 tháng 2 sau khi họ công bố kết quả năm tài chính 2023 và quý tư 2023. Tình hình bất ổn ở Biển Đỏ khiến doanh thu của kênh đạo Suez giảm 46%. Chủ tịch Cơ quan Quản lý kênh đạo Suez SCA của Ai Cập, ông Osama Rabi, cho biết Doanh thu của kênh đào Suez trong tháng vừa qua đã giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 804 triệu đô la Mỹ xuống còn 428 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ buộc nhiều công ty vận tải biển chủ chốt chuyển hướng khỏi tuyến hàng hải quan trọng này. Ông Rappi cho biết tổng số tàu di chuyển qua kênh đào Suez trong tháng vừa qua chỉ đạt 1.362 tàu, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng Houthi đã bắt đầu tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ từ tháng 10 2023, sau khi xung đột Israel và Hamas bùng phát và không có dấu hiệu dừng lại. Nhiều công ty vận tải biển đã chuyển hướng khỏi Biển Đỏ để tránh các cuộc tấn công của Houthi, thay vào đó họ chọn tuyến đường dài hơn và đắt đỏ hơn quanh mũi hảo vọng ở cực Nam Châu Phi. Kênh đào Suez là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu, đồng thời là một trong những động lực chính thúc đẩy thương mại toàn cầu. Tuyến hàng hải quan trọng này chiếm khoảng 12% khối lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển của thế giới. Kênh đào Suez cũng là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Ai Cập. Nền kinh tế Ai Cập vốn đang phải vật lộn với lạm phát cao và cánh nặng nợ chồng chất đã và đang chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề do cuộc xung đột ở giải Gaza. Bất ổn an ninh khiến cho ngành du lịch tăng trưởng chậm lại và lượng tàu di chuyển qua kênh đạo Suez sụt giảm mạnh. Hàng trăm người có thể đã bị nhiễm bệnh sởi ở phi trường Ohio. Hôm thứ Hai ngày 5 tháng 2, Sở Y tế Ohio công bố khả năng phơi nhiễm bệnh sởi tại phi trường quốc tế Cincinnati Northern Kentucky International Airport CVG. Giới chức Sở Y tế công ở Ohio đưa ra tin tức chi tiết về khả năng và mức độ phơi nhiễm cũng như cách thức mà sở y tế đang điều hành để tìm ra những người bị nhiễm bệnh. Theo Đài WHO News Center số 7 loan tin, Sở Y tế Ohio cho biết du khách tại trạm A có thể tiếp xúc với bệnh sởi trong những khung giờ ngày 27 tháng 1 từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối, ngày 29 tháng 1 từ 8 giờ 30 tối tới 11 giờ 30 tối. Theo Sở Y tế Ohio Khả năng phơi nhiễm có thể liên quan tới một em bé sống tại quận Montgomery đã bị nhiễm bệnh sởi. Trường hợp ban đầu được ghi nhận ở một đứa trẻ được chẩn đoán tại Bệnh viện Dây Đồng Dayton thuộc khoa cấp cứu thuộc cơ sở chính vào ngày 29 tháng 1 và ngày 31 tháng 1. Trong lúc bệnh nhi vừa nêu đang được đánh giá về thời gian phơi nhiễm, có 232 trẻ em khác cũng đang được chẩn đoán theo giám đốc y tế Becky Thomas của Sở Y tế Công, thành phố Dayton và quận Montgomery cho biết, có khả năng là còn nhiều người khác có thể đã phơi nhiễm bệnh sởi. Nhưng Sở Y tế không chắc chắn mức độ phơi nhiễm có thể lây lan tới mức nào vì phi trường CVG vận hành các chuyến bay đi tới 50 điểm đến khác nhau. Sở Y tế Công không biết có bao nhiêu người thật sự có thể bị nhiễm bệnh, nhưng với việc lần theo dấu vết, họ ghi nhận được vài tin tức tốt lành. Một tin tốt là phần lớn người bị phơi nhiễm đều đã chích ngừa. Giám đốc y tế Becky Thomas cho biết, việc không chích ngừa từ thời kỳ đại dịch COVID-19 cùng với việc đi du lịch tạo ra những đợt bùng nổ bệnh sởi gần đây tại Hoa Kỳ. Căn bệnh này từng bị xóa sổ trên toàn nước Mỹ vào năm 2000. Ảnh tượng Phật trên núi Bà Đen đạt giải nhiếp ảnh quốc tế Giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Sony vừa công bố danh sách các tác phẩm đạt giải thưởng quốc gia và khu vực năm 2024. Theo đó, tác phẩm Đỉnh núi cao nhất miền Nam Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 415.000 bài dự thi của hơn 74.000 nhiếp ảnh gia từ hơn 206 quốc gia trên toàn cầu để trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Đặc biệt, hình ảnh núi Bà Đen đang được xếp ở vị trí cao nhất trong danh sách trên website của giải thưởng. Tác phẩm sẽ được triển lãm tại Somerset House, London, Vương quốc Anh vào tháng 4 tới đây. Tác phẩm được nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt thực hiện vào một buổi bình minh tháng 10 2023 tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, ẩn hiện trong mây và nắng sớm, hài hòa cùng bức tranh thiên nhiên tươi đẹp của núi Bà, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Núi Bà Đen được mệnh danh là Nóc Nhà Nam Bộ, cũng là nơi linh thiêng gắn với huyền tích Linh Sơn Thánh Mẫu, thu hút hàng triệu người chiêm bái, hành hương vào mỗi năm. Đặc biệt các công trình tâm linh với quy mô như là tượng Phật Bà, Tây Bổ Đà Sơn và tôn tượng Bồ Tát Di Lặc được kiến tạo từ 6.688 viên đá sa thạch, đang ngày càng tôn lên vẻ đẹp thiên liêng và thiên nhiên trụ phú của vùng đất, góp phần đưa núi Bà trở thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho cộng đồng nhiếp ảnh gia. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trong tác phẩm có chiều cao 72m, đúc từ hơn 170 tấn đồng đỏ, xác lập kỷ lục, tượng Phật bằng đồng cao nhất châu Á nằm trên đỉnh núi. Giải thưởng nhiếp ảnh Sony World Photography Awards được thực hiện bởi tổ chức nhiếp ảnh thế giới tới nay đã 11 năm và được quốc tế công nhận là một trong những sự kiện quan trọng nhất của nhiếp ảnh toàn cầu hàng năm. các gia đình tại Nhật Bản tiếp tục siết chặt hầu bao. Chi tiêu hộ gia đình tháng 12 2023 của Nhật Bản đã giảm 2,5%, cao hơn mức dự báo trước đó của thị trường. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản đã giảm. Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản công bố ngày 6 tháng 2 cho thấy, chi tiêu cho các hàng hóa lâu bền trong gia đình như là máy điều hòa không khí giảm do thời tiết ấm áp. Trong khi người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho việc đi ăn ngoài và các hàng hóa liên quan đến xa hơi, Bộ Nội vụ và Truyền thông nước này cho biết, các hộ gia đình có từ 2 người trở lên, chi trung bình 329.518 yên, tương đương 2.200 đô la Mỹ. Dữ liệu này là chỉ số chính về tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước. Trong khi đó, tiền lương thực tế của Nhật Bản trong tháng 12-2023 đã giảm 1,9% so với một năm trước đó. Tiền lương thực tế của Nhật Bản giảm và chi tiêu hộ gia đình tiếp tục giảm trong tháng 12 2023. Cho thấy lạm phát đã vượt xa mức phục hồi tiền lương và tiếp tục đà nặng lên chi tiêu của người tiêu dùng. Xu hướng tiền lương của Nhật Bản cùng với lạm phát được theo dõi chặt chẽ vì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản coi cả hai chỉ số này là một trong những dữ liệu quan trọng cần xem xét để chuẩn bị loại bỏ chính sách nới lỏng tiền tệ lớn của mình thủ tướng fumio kishida đã nhiều lần kêu gọi lãnh đạo doanh nghiệp tăng lương nhiều hơn năm ngoái để giúp cho người lao động chống lạm phát liên đoàn kinh tế nhật bản kedaren tổ chức vận động hành lang kinh doanh lớn nhất nhật bản và các công đoàn đã bắt đầu các cuộc đàm phán lao động thường niên vào đầu tháng này điều này có thể mở đường cho ngân hàng trung ương nhật bản thoát khỏi chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo kéo dài hàng thập niên của mình Hàng triệu người Mỹ sẽ thấy nhật thực toàn phần vào tháng Tư. Nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, bắt đầu từ bờ biển Thái Bình Dương ngoài khơi Mexico vào khoảng 11 giờ 07 phút sáng giờ miền Tây. Sau đó, nhật thực sẽ đi qua các vùng của Mỹ và đến Canada rồi sẽ rời lục địa Bắc Mỹ lúc 5 giờ 19 phút chiều giờ miền Đông. Nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa mặt trời và trái đất, chặn ánh sáng của mặt trời Cơ quan không gian NASA cho biết khi mặt trăng che khuất một phần mặt trời, nhật thực một phần sẽ xảy ra. Nhưng khi mặt trăng thẳng hàng với mặt trời, chặn toàn bộ ánh sáng của nó thì nhật thực toàn phần sẽ xảy ra. Khi nhật thực toàn phần, mặt trăng sẽ tạo bóng trên trái đất khi đang quay. Sau nhật thực toàn phần vào ngày 8 tháng 4 năm nay, nhật thực toàn phần tiếp theo nhìn thấy được ở Mỹ là vào ngày 23 tháng 8 của năm 2044 theo NASA, khoảng 31,6 triệu người sống trong lộ trình nhật thực dài 200 dặm, tức là các địa phương nằm trên con đường mà nhật thực toàn phần sẽ được nhìn thấy. Sau khi đi qua Mexico vào đầu giờ chiều, miền nam Texas sẽ có thể nhìn thấy nhật thực toàn phần vào khoảng 1 giờ 40 phút chiều giờ địa phương. Các khu vực của Oklahoma sẽ bắt đầu thấy nhật thực toàn phần bắt đầu lúc 1 giờ 45 phút chiều. Sau đó là bang Arkansas vào khoảng 1 giờ 51 phút chiều và Đông Nam Missouri vào khoảng 1 giờ 56 phút chiều. Nhật thực toàn phần sẽ xảy ra ở Illinois, Kentucky và Indiana vào khoảng 2 giờ chiều và Ohio vào khoảng 3 giờ 13 phút chiều. Các khu vực của Pennsylvania sau đó sẽ bắt đầu nhìn thấy nhật thực toàn phần vào khoảng 3 giờ 16 phút chiều và các vùng phía tây bắc New York sẽ nhìn thấy lúc 3 giờ 18 phút chiều. Sau đó thì nhật thực sẽ di chuyển qua các khu vực Vermont, New Hampshire và Maine trước khi đến Canada vào khoảng 4 giờ 25 phút chiều. NASA đã tạo ra một bản đồ cho thấy đường đi của Nhật thực từ Mexico qua một số tiểu bang của Hoa Kỳ và đến phía đông bắc Canada. Nhật thực sẽ bắt đầu vào khoảng 11 giờ 07 phút sáng giờ miền Tây, sau đó sẽ di chuyển về phía đông bắc, băng qua nước Mỹ rồi vào Canada. Nhật thực sẽ rời lục địa Bắc Mỹ lúc 5 giờ 19 phút chiều giờ miền Đông. Các nhà khoa học đề xuất thêm mức thang mới trong phân loại bão bởi nguy cơ xảy ra các siêu bão ngày càng lớn bắt nguồn từ khủng hoảng khí hậu. Theo một nghiên cứu mới, các cơn bão đang ngày càng mạnh lên hơn nên việc phân loại chúng nên được mở rộng để bao gồm cơn bão cấp số 6 từ mức hiện tại gồm cấp 1 đến cấp 5. Tờ Guardian của Vương quốc Anh còn dẫn lời các nhà nghiên cứu cho biết trong thập niên qua, có 5 cơn bão có thể xếp vào cấp độ mới này bao gồm tất cả cơn bão có sức gió duy trì từ 309 km một giờ trở lên. Nghiên cứu cho thấy, những cơn bão lớn như vậy ngày càng có nhiều khả năng xảy ra do sự nóng lên toàn cầu của đại dương và bầu khí quyển. Thang đo bão phổ biến hiện nay có tên là Saffir-Simpson, được phát triển vào đầu những năm 1970 bởi kỹ sư Herbert Saffir và nhà khí tượng học Robert Simpson, người từng giữ chức giám đốc trung tâm bão quốc gia Mỹ. Saffir-Simpson phân loại các cơn bão có tốc độ gió tối đa duy trì từ mức 119 km một giờ trở lên là bão cấp 1. Mạnh nhất là cấp độ 5, bao gồm tất cả các cơn bão mà có tốc độ 252 km một giờ trở lên. Khủng hoảng khí hậu không làm tăng tổng số cơn bão, nhưng các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cường độ của các cơn bão lớn đã tăng lên đáng kể trong suốt 4 thập niên qua. Một đại dương siêu nóng đang cung cấp thêm năng lượng để thêm dầu vào lửa cho các cơn bão, kèm theo đó là bầu không khí ấm hơn và đầy hơi ẩm. Trong thời gian qua, nhiều thang đo hiện tượng thời tiết cực đoan đã được điều chỉnh để thích ứng với thay đổi nhanh chóng của thời kỳ hiện đại. Cục khí tượng Học Úc đã thêm màu mới là màu tím vào bản đồ thời tiết do tình trạng nắng nóng dữ dội. Vào tháng 1, chương trình theo dõi sạn san hô của chính phủ Mỹ đã bổ sung ba loại cảnh báo mới để ghi nhận tình trạng căng thẳng nhiệt độ ngày càng gia tăng mà san hô phải gánh chịu. Tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm có phân loại bạo cấp 6 chính thức. Trung tâm Bảo quốc gia Mỹ đã không phản hồi đề nghị bình luận từ báo chí về nghiên cứu mới này. Thủ lĩnh giáo phái nhịn ăn Kenya bị cáo buộc sát hại 191 trẻ em thủ lĩnh giáo phái Paul McKenzie ở Kenya và 29 cộng sự bị truy tố với cáo buộc sát hại 191 trẻ em liên quan giáo phái tuyệt thực. Theo hãng tin Reuters, các bị cáo trên đều không nhận tội khi bị đưa ra trước tòa án ở thị trấn ven biển Malindi, phía đông của Kenya, một nghi phạm được đánh giá không đủ sức khỏe tâm thần để hầu tòa. Các công tố viên cho biết, Mackenzie, người đứng đầu giáo hội tin mừng quốc tế đã ra lệnh cho những người theo mình bỏ đói bản thân và con cái họ đến chết để có thể lên thiên đường trước khi thế giới diệt vong. Vụ việc được xem là một trong những thảm kịch liên quan đến giáo phái tồi tệ nhất thế giới trong lịch sử gần đây. Các tín đồ của giáo phái này đã đến sống ở một số địa điểm hẻo lánh, trên một khu vực rộng hơn 320 ha trong rừng Sakahola, phía đông của Kenya. Hơn 400 thi thể cuối cùng đã được phát hiện tại khu vực này việc phát hiện các ngôi mộ tập thể cùng các thông tin khác liên quan giáo phái trên đã gây sốc cho người dân quốc gia châu Phi này. Ông Mackenzie bị bắt vào tháng 4 năm ngoái. Ông bị truy tố các tội danh liên quan đến hành vi khủng bố, ngộ sát và tra tấn tại các tòa án khác nhau. Tháng 12, 2023, ông ta bị kết tội sản xuất và phân phối phim ảnh không có giấy phép và bị tuyên 12 tháng tù Ông Mackenzie từng là tài xế taxi trước khi trở thành thủ lĩnh giáo phái tuyệt thực trên. Một số tín đồ kể lại, ông Mackenzie đã cấm các tín đồ đưa con cái đến trường học và đến bệnh viện khi chúng bị ốm, gọi những nơi như vậy là nơi của quỷ Satan. Tủ đông bị hư, Đại học Thụy Điển mất trắng hàng triệu đô la Mỹ mẫu nghiên cứu. Các mẫu nghiên cứu được thu thập trong nhiều thập niên tại một trường đại học y khoa ở Thụy Điển đã bị phá hủy, vì tủ đông đã gặp trục trặc trong kỳ nghỉ giáng sinh. AFP đưa tin, sự việc xảy ra tại học viện Karolinska KI ở Stockholm, thủ đô của Thụy Điển. Đây là một trong các trường đại học y khoa lớn nhất châu Âu và cũng là nơi đặt trụ sở của Hội đồng Nobel, nơi có nhiệm vụ chọn ra người để trao giải Nobel về y sinh hàng năm. Các mẫu nghiên cứu được bảo quản trong các tủ đông được làm lạnh bằng nitơ lỏng ở nhiệt độ âm um 190 độ C. Ở một thời điểm nào đó trong khoảng từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 12, 2023, nguồn cung cấp nitơ lỏng cho 16 tủ đông đã bắt đầu bị gián đoạn. Hệ thống này vốn có thể tiếp tục hoạt động trong 4 ngày mà không cần bổ sung nitơ lỏng. Song việc gián đoạn đã kéo dài đến 5 ngày khiến cho mẫu nghiên cứu nằm trong các tủ đông đã bị phá hủy. Vấn đề xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được ở Thụy Điển chỉ một ngày trước đêm Giáng sinh, ông Marty Sauberg là hiệu trưởng cơ sở phía nam của Học viện Karolinska cho biết hôm 5 tháng 2. Trường đại học đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và mặc dù không có dấu hiệu phá hoại, nhà trường đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Một số kênh truyền thông đưa tin rằng giá trị ước tính của toàn bộ số mẫu nghiên cứu bị hư hỏng rơi vào khoảng 500 triệu krona Thụy Điển, khoảng 47 triệu đô la Mỹ. Những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những người nghiên cứu về bệnh bạch cầu, họ đã thu thập mẫu từ các bệnh nhân trong hơn 30 năm. Số mẫu nói trên vốn hoàn toàn dành cho nghiên cứu nên sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bất kỳ bệnh nhân nào hiện tại. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu trong tương lai có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sự cố này. Một bà 65 tuổi kiện công ty vì phân biệt tuổi, sau 20 năm cống hiến bị sa thải ngay trước sinh nhật tuổi 65. Thay thế bằng nhân viên nam 39 tuổi, bà lão quyết định kiện công ty vì bị phân biệt tuổi tác. Trong vài tháng trước sinh nhật lần thứ 65, các quản lý của J&M Industries Inc., bao gồm người giám sát trực tiếp, liên tục hỏi bà về kế hoạch nghỉ hưu. Khi nào bà sẽ nghỉ hưu? Tại sao bà không nghỉ hưu ở tuổi 65? Và lý do bà không nghỉ hưu là gì? Bà trả lời là sẽ không nghỉ hưu khi bước sang tuổi 65. Bà đã làm nhân viên mua hàng cho công ty sản xuất và phân phối có trụ sở tại Louisiana trong gần 20 năm. Theo đơn kiện do Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Mỹ EEOC đề trình, khi sa thải bà vào tháng 5 2020, công ty này nói lý do là tài chính bất ổn. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, J&M Industries đã tuyển dụng nhân viên nam 39 tuổi để thế chỗ bà. Theo Ủy ban EEOC, J&M Industries đã bị cáo buộc vi phạm đạo luật phân biệt đối xử về tuổi tác trong tuyển dụng. Luật này ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử với người xin việc hoặc là nhân viên từ 40 tuổi trở lên. Theo thông báo ngày 1 tháng 2 của Ủy ban EEOC, J&M Industries đã phải trả cho người phụ nữ 105.000 đô la Mỹ tiền nợ lương và bồi thường thiệt hại để dàn xếp vụ việc. Luật sư của Ủy ban EEOC cho biết người sử dụng lao động phân biệt đối xử với người lao động lớn tuổi là vi phạm pháp luật quyết định này phục vụ lợi ích chung giúp xoa dịu nhân viên cũ và bảo vệ những người khác khỏi sự phân biệt tuổi tác để dàn xếp vụ việc jm industries còn phải cam kết đào tạo nhân viên sửa đổi chính sách của công ty thường xuyên báo cáo cho ủy ban eeoc và đăng tuyên bố tuân thủ đạo luật phân biệt đối xử về tuổi tác trong tuyển dụng Trong phần thông tin về sức khỏe trong bản tin hôm nay là 7 món ăn mà chứa nhiều dưỡng chất tốt cho não. 7 món ăn sau đây giàu chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ não, chống lại gốc tự do gây hại tế bào. Thứ nhất là dâu tây. Theo nghiên cứu năm 2022 của trường Đại học Rush của Mỹ, trên 575 người, hợp chất pelargonidin có nhiều trong dâu tây giúp cho người ăn ít rối loạn sợi thần kinh hơn trong não. Đặc tính chống viêm của pelargonidin làm giảm tình trạng viêm thần kinh tổng thể, giữ cho các protein tau không bị gấp cuộn sai trong não, nhờ đó cải thiện vận chuyển chất dinh dưỡng của tế bào thần kinh não, ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Thứ hai là trái bơ, nghiên cứu năm 2017 của trường đại học Tufts của Mỹ trên 48 người cho thấy, người ăn bơ hàng ngày trong 6 tháng có trí nhớ và hiệu quả giải quyết vấn đề tăng lên. Điều này là do chất chống oxy hóa lutein trong bơ sau khi ăn được đưa vào não giúp ti thể của não sản xuất đủ lượng ATP là phân tử năng lượng có chức năng chính giảm tình trạng viêm quá mức. Bơ còn rất giàu chất béo không bảo hòa đơn, folate và chất xơ giúp não không bị lão hóa nhanh chóng. Thứ ba là đậu lăng đen. Nghiên cứu năm 2021 của trường Đại học Harvard của Mỹ cùng một số đơn vị trên hơn 77.000 người cho thấy người ăn ít nhất 1 phần 2 khẩu phần, khoảng 14 gram thực phẩm dầu flavonoid, thực vật là anthocyanin từ đậu lăng đen mỗi ngày giảm 20% nguy cơ suy giảm nhận thức so với người ăn ít hơn. Theo các nhà nghiên cứu, anthocyanin trong đậu lăng đen, quả mâm xôi, anh đào có tác dụng chống lại suy giảm nhận thức, chống viêm và chống oxy hóa nên tăng cường sức khỏe não bộ và ngăn mất khả năng nhận thức sớm. Thứ tư là cải bó xôi, sau này chứa nhiều chất chống oxy hóa carotenoid gồm beta-carotene tiền chất của vitamin E và lutein. Theo nghiên cứu, trên 60 người, năm 2017 của trường Đại học Georgia của Mỹ và một số đơn vị, người tuổi trung niên tiêu thụ lượng lutein cao hơn từ cải bó xôi, khoai lang, cà chua có phản ứng thần kinh ngang bằng với người trẻ tuổi hơn. Các carotenoid là các sắc tố màu vàng, cam và đỏ trong nhiều loại rau củ, quả, giúp chống lại tổn thương oxy hóa tăng tốc do tuổi tác ở tế bào não, hỗ trợ sức khỏe não bộ, Thứ năm là bột trà xanh, matcha. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong matcha cao hơn trà xanh thông thường, gồm flavonoid và phenolic có tác dụng bảo vệ não. Các chất này có thể vô hiệu hóa các gốc tự do làm hư hại và phá hủy tế bào não, góp phần làm lão hóa não và mất trí nhớ. Trà xanh và matcha còn chứa acetamin l có thể cải thiện nhận thức, trí nhớ và giảm lo lắng. Thứ sáu là trứng gà, lòng đỏ trứng cung cấp choline dồi dào, một quả trứng bổ sung khoảng 30% nhu cầu hàng ngày về choline có lợi cho não. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, tiêu thụ nhiều phosphatidylcholine là một dạng choline từ trứng, giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và nâng cao hiệu suất nhận thức. Thứ bảy là cá mòi. Cá mòi cung cấp axit béo omega-3, omega-3, chuỗi dài, làm chậm suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Theo khảo sát năm 2018 của trường đại học Navarra, Indy S&A, Tây Ban Nha và một số đơn vị trên hơn 6.500 người. Ăn nhiều cá mòi, cá hồi giàu chất béo omega-3, giảm tỷ lệ mắc trầm cảm và ít đau đầu hơn. Tiêu thụ nhiều chất béo omega-3 và ít chất béo omega-6 hơn từ thực phẩm, giúp giảm viêm trong não và duy trì chức năng nhận thức tốt hơn. Và đó là một số tin tức đáng chú ý trong bản tin này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.